xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay là tiếp tục một model mới của máy cắt cỏ, một sản phẩm đến từ thương hiệu Marizama với model là BCF420. Chiếc máy ở đây của chúng ta đã được lắp ráp một cách hoàn chỉnh rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào từng chi tiết, từng bộ phận của máy để cho quý khách hàng có thể phân biệt được chiếc máy này, cũng như là cân nhắc đến việc là mình có nên mua chiếc máy này và chiếc máy này có phù hợp với gia đình của mình không, với công việc của mình không. Đây là toàn bộ máy của chúng ta. Đầu động cơ, mọi người có thể nhìn thấy có sự kết hợp giữa màu đen, màu đỏ và màu trắng ngà. Bình xăng sẽ nằm ở bên dưới này, và dung tích của bình xăng là 0.6 lít. Có một cái tấm ốp bảo vệ bằng nhựa, sử dụng nhựa cao cấp làm bền trong quá trình mà mình sử dụng. Về phần động cơ, ở bên cạnh này thì mọi người có thể nhìn thấy thương hiệu Marizama đập nổi ở trên ốp bên cạnh này. Đây là cái le gió để chúng ta gạt. Bên trong này có bình xăng con. Chiếc máy này có công suất là 1,8 kW, với tốc độ vòng quay là 8.500 vòng. Dung tích xi lanh của chiếc máy này là 41.5cc. Và mình đi dịch ra phía đằng sau một chút, có dây ga để kết nối với tay ga lắp chuối bằng gang và nối với phần cần. Chiếc máy này thì được lắp ti cần 289 khía. Có một cái bộ đeo vai trong quá trình cắt thì cái mút của nó cũng khá là dày, nên là sẽ giúp chúng ta hoạt động nhiều giờ, không gây mỏi mệt. Phần tay cầm, đây bên này là tay cầm và tay ga. Phần phía tay ga thì sẽ có thiết kế công tắc, tay nắm bóp trong quá trình mà chúng ta cắt. Thương hiệu Marizama đến từ Tokyo, Nhật Bản. Đây ở đầu bò cũng có tập mã là chi tiết và nhìn rất là xịn. Ở đây đang lắp lưỡi vát hình chữ nhật, độ dày là 2 ly. Ngoài ra có thể lắp bát cuộn cỏ hoặc là túi đánh rong rêu. Mình đã đi từng chi tiết cấu tạo bộ phận của máy. Với chiếc máy này thì phù hợp cho mọi gia đình, hoặc là làm nương rẫy cắt cỏ này, dọn dẹp vệ sinh sân vườn. Ngoài ra đối với những cô chú là dịch vụ môi trường, ví dụ như cắt cỏ đường phố, thì mình cũng có thể cân nhắc sử dụng cái chiếc máy này. Với cái giá thành bỏ ra hợp lý đối với dòng sản phẩm này, mà máy cực kỳ bền, cũng như là trong quá trình mà mình sử dụng thì rất là dễ dàng để giật nở khởi động. Chiếc máy này sử dụng động cơ 2 thì xăng pha nhớt với tỷ lệ là 25:1. Cứ 25 mm xăng tương ứng là 1 mm nhớt. Mọi người xa đúng tỷ lệ để khi mà chúng ta sử dụng máy thì máy sẽ dễ giật nổ này, và trong quá trình mà mình sử dụng thì máy cũng sẽ bền hơn. Có chiếc máy này chúng ta sẽ giảm thiểu được sức lao động, giảm thiểu được chi phí, cũng như là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024 38 38 3456, hoặc truy cập vào số hotline mình đang để dưới màn hình. Đấy là số hotline thuộc phòng kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Vinmark. Ngoài ra mọi người có thể truy cập vào website maymocviet.vn. Tại đó thì có rất nhiều các cái model khác nhau của dòng máy cắt cỏ sẽ phù hợp với từng nhu cầu của cá nhân. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người hãy cho mình xin một like và một subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.